đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 98. Ca mê wa ya ti wa ran nhê min nê wa ya ti wa tha lê yán tha á ra hành tù quý há ran ti tăng bùm mình ra mát này giác thân. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, là hãng trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cá mê hoa gia đi hoa rành nhẹ, nền nề hoa gia đi hoa tha lệ, nhanh tha a la hân tu, vi hà rành tì, tăng bùm minh ra mà nay giác khẳng. Ya me wa ya di wa lan nye, nin ne wa ya di wa tha le, yan tha a la han tu vi ha lan ti, tang bun minh ra ma nay giác khẳng. Thị phường làng mạc rừng sâu, non cao, lũng thấp hoặc đâu, mặc dù nơi nào bậc thánh ngụ cư, ở đây khả ái an như tuyệt vời của Hòa Thượng Giới Đức. Và con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sư thú lành thay, cảm ơn ngài Tina. Nam mô Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, Thầy Đức Pháp Cang, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý tỳ nam tử. Và bây giờ tự nhiên xin kể kinh pháp cú số 98. Cảm ơn Minh Hoa Thanh ạ. Ga me wa ya di wa ran nye nin ne wa ya di wa tha le yat tha araham to vihak ran ti tam pu min ra man nay yak kan. Ga me wa ya di wa ran nye nin ne wa ya ni wa tha le yatha arahanto viharanti tangpo minrama naiya kang game wayadi waranye ninne wayadi wathale yatha arahanto viharanti tăng phu minh ra mà nay giá căng ga mê hoa giá đi hoa rành nhê nên nề hoa giá đi hoa tha lê giá tha a ra hàn tô vi hát rành tí tăng phu minh ra mà nay giá căng. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, a la a ha a La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gà mê hoa giá đi hoa rành nhê ninh nê hoa giá đi hoa tha lê giá tha á ra hàn tù hàn tí tăng phu minh ra má này giá căng. Thị phường làng mạc rừng sâu, non cao lũng thấp hoặc đâu mặc dù nơi nào bậc thánh ngụ cư, ở đây khả ái an như tuyệt vời. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Tự nhiên đã kể xong. Dạ, kính thỉnh Cô Thamachari có trước máy không ạ? Tự nhiên xin kính thỉnh cô và tự nhiên xin xuống mic ha.
Dạ. Mất đến cô ạ. Dạ nam mô Bụt Thà, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn người trong nghe gió. Dạ con Tham Ma Chari kinh đánh lễ thượng tọa Minh Hạnh, kinh đánh lễ đại đức Thầy Đức con chư tôn đức tăng ở dưới nước Nam mà con không được biết kinh lễ của tự nhiên, xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ sau đây con xin phép được trả bài pháp cú kinh 18. Cảm ơn chú Bác Tham Ma. Gà mê qua gia đi qua ra nghe nay mê qua ra đi qua ta nè gia tha a ra hàn tô vi ha ran ti tăng phu min ra ma nay gia cầm gà mê qua ra đi qua ra nghe qua đi qua tha ni janta arahan to viharan tin tang phu min ra ma ne nay ya cam ga me qua ra đi qua rành nghe nín nê qua ra đi qua tha đêm gian tha a ra hàn đô quy hà ran ti tăng khu minh ra ba này gia cầm ga mê qua ra đi qua rành nghe nín nê qua ra đi qua tha đêm Ranta ara hanto viharanti tang phu min ra ma nay ya tam nàng mạc hay rừng núi thung lũng hay đồi cao nàng chú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Đó là thủ thư của hòa thượng Thích Lâu. Thị phường nàng mạc rừng sâu non cao lũng thấp hoặc ở đâu mặc dù nơi nào bậc thánh ngộ tu ở đấy khả ái an như tuyệt vời. Đó là thổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ, giờ này còn giờ nhưng mà không biết là cô Quang Thanh mới giờ, bàn tay của cô Quang Thanh đi tại vì thấy còn giờ lên là thăm má cho đi nơi nên giờ còn giờ kêu cô đi mời cô. Alo, cô Quang Thanh có nghe không? Dạ, mời mời cô nha. Tại vì thấy còn giờ nè, nên đỡ mất giùm cho cô Nhật Quỳnh đi. Nam mô Bụt Thà, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Ấn Đức Phật, Ấn Đức Pháp, Ấn Đức Tăng. Con kính lên đảnh lễ chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức, và con kính đảnh lễ quý bà với cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ Tại Duyên và cô tu nữ Tham Ma Chi Ra Di. Vân cô tu nữ Tham Ma Chi Ra Di, và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 98. Gà mê qua ra đi qua rành nhề nìn nề qua ra đi qua tha lề rát tha ra a ra hàn tô quy ra quy hang rằn ti tăng phùng mình ra mặn ra ma nầy ra cằn gà mê qua ra đi qua rành nhề nìn nề qua ra đi qua tha lề rát tha a ra hàn tô quy hà ra rằn tị tăng phùng mình ra ma
ma này ra cằng. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán chú chỗ nào, đất ấy thật khả ái đế của bản Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể ạ. Gà mê qua ra đi qua ránh nghe, nín nê qua ra đi qua tha lê, giạt tha ra ăn tô quý ha, lăn ti tăng phung mình ra má này ra căng. Gà mê ra qua, gà mê qua ra đi ra ranh nghe, nín nê qua ra đi qua tha lê, rằn tha ra hẳn tô quý ha, rằn ti tăng phú mình ăn ấy ra đế căng. Thị phường làng mạc rừng sâu non cao lũng thấp, hoặc đâu mặc dù nơi nào bậc thánh ngự cư ở đây khả ái an như tuyệt vời. Đấy là của bản Hữu Hòa Giới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp. Con cảm ơn chú Quát Thà Ná đã bắt bài. Dạ con xin xuống bích ạ. Sa thu lần thầy. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Kính đại lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 98. Gà mê vá gia đi vá ra nhé, nín nê vá gia đi vá tha lê, yat tha arahanto viharanti tang kumin ramanai yakang. Gà mê vá gia đi vá ra nhé, nín nê vá gia đi vá tha lê, yat tha arahanto viharanti tang kumin maramai yakang. Gà mê vá gia đi vá ra nhé, nín nê vá gia đi vá tha lê, yat tha arahanto viharanti tang kumin ramanai yakang. Gà mê vá gia đi vá ra nhé, nín nê vá gia đi vá tha lê, yat tha arahanto viharanti tang kumin ramanai yakang. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán chú nơi nào, đất ấy thật khả ái. Bản dịch của ngài Minh Châu. Thị phường làng mạc rừng sâu, hoặc đâu mặc dù nơi nào bậc thánh ngụ cư, ở đấy khả ái an như tuyệt vời. Bản phổ thơ của ngài Di Đức và Nam Mô Phật Tha Giá. Con xin được xuống mic. Và kính mời Sít Nhật Huyền. Dạ, sa thu, kính cảm ơn Huynh Quát Thà Ná. Dạ, cảm ơn Huynh Quát Thà Ná. Dạ, quan thành cho Nhật Huynh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Huynh thấy lâu lắm rồi cô tu nữ Viriya Tana không có cầm mic. Dạ, Nhật Huynh kính mời bàn tay của cô. Hôm nay cô cầm mic thử đi cô. Và con cũng thấy, hồi nãy con thấy Đại Đức Pháp Trang với cái nít xanh. Bây giờ lại con thấy Đại Đức Pháp Trang, không phải là không biết cái nick này là phải của Đại Đức Pháp Trang không à. Dạ, nếu Đại Đức Pháp Trang có chiếc máy cho con xin một tín hiệu à. Dạ, vậy là chưa có thấy Đại Đức Pháp Trang. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt Như Quan Năm Giao Đạo Tràng. Dạ, con thấy giờ này sư chưa vào, con đang định đi tìm điện thoại coi sư có nhắn gì không. Bây giờ con thấy sư xuất hiện rồi, dạ con kính tri ân sư.
Dạ con xin được ông bài câu pháp cú kinh số 98 ạ. Dạ cảm ơn mình quá thành ạ. Gà mê hoa gia đi hoa rành nhề nình nề hoa gia đi hoa tha lệ. Dạ con xin sám hối. Dạ tha a ra hành tờ quý ra quý ha rành ti tăng phụ minh ra ban này và căng. Ya me wa ya di wa ran ne nin ne wa ya di wa tha le ya ya tha arahant to vi ha ran ti tăng phụ minh ra ma này và căn làng mạc hai sừng thung lũng hai đồi cao la hán trú chỗ nào đất ấy thật khả ái. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 98. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, Vinh Quát Kha Ná, Xích Quang Thành, Xích Thi Na, Xích Trần Đạo, Cẩm Vân đã hoan hỷ lên ôn bài pháp cú kinh số 98. Và bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay câu Pháp của Kinh số 99. Cảm ơn Vinh Quách Thanh Á đã cho bài học. Nam mô Bụt Tha Ya. Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Đà Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được chi chi vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Ya. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng biêu sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 99. Hôm nay đường nét của đại đức Tịnh Đạt không ổn rồi quý vị ơi. Nãy giờ đà sư chạy ra chạy vào tới 3 lần rồi, hiện tại thì chưa có vào đạo được. Cầu mong chư thiên hậu trì cho đường nét của đại đức Tịnh Đạt ở chùa Tứ Phương Tăng được ổn, cho chúng con được nghe pháp, được tới cuối giờ. Dạ
Dạ, con thấy Đại Đức Tịnh Đạt vừa vào đạo tràng trở lại. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Con thấy sư chạy ra chạy vào, không biết bây giờ sư có nghe được âm thanh con không. Sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Điêm vừa vào đạo tràng. Dạ, một lần nữa, sư cho con biết tín hiệu sư có được nghe âm thanh con không, bạch sư? Con thấy hình như sư không có nghe được âm thanh của con, nên con thấy sư đi ra đi vào mấy lần rồi. Dạ, Vinh Vác Thanh Á hoặc trong đạo tràng vị nào có thể lên hỏi giùm sư có nghe không. Dạ, Nhật Quỳnh mà bỏ mít xuống thì sợ sư lại tưởng là máy của sư có vấn đề, nên không dám bỏ máy xuống, không dám bỏ mít xuống. Và một lần nữa, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt. Và sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu, bạch sư. Dạ, không thấy sư trả lời. Dạ, kính chào Sati Amata, người phương Nam, Xuân Lan, Nguyên Say vừa vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn. Dạ, không biết làm sao đây. Buông mít xuống thì sợ gài sư lại tưởng là mãi sư không ổn. Mà cầm mít thì kính chào Huyền Hoa Tự Tại vừa vào đạo tràng. Huyền Hoa Tự Tại à? Dạ, từ từ sư vào à? Dạ, sư vào rồi, cảm ơn. Dạ, sư vào rồi nhưng mà không biết sư có nghe được không thôi, mà không thấy sư ấy. Dạ, dạ, nghe chánh pháp khó lắm, mà không phải dễ đâu quý vị. Lúc nào nghe được thì rất là hoan hỷ. Dạ, sa thú con thấy bàn tay của sư rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Lạ quá, hai sư thì không có cho anh bên này. Dạ, con kính dân bích đánh sư à. Rồi, dân bích đánh sư, sư sư chưa có cầm mít là sư rớt nữa rồi quý vị. Dạ, thôi bây giờ Nhật Quỳnh xin phép xuống mít. Vinh Vác Thanh Á còn trước máy không Quỳnh? Vinh Vác Thanh Á còn trước máy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Vậy là Quỳnh không còn trước máy đó. Dạ, thôi Nhật Quỳnh xin phép được xuống mít để một bài kinh. Dạ, không có dám mời gì khác được à. Dạ, kính mong Nhật Quỳnh thấy cái đích này mới vào. Không, Nhật Quỳnh không biết là tu sĩ hay là cư sĩ. Nhưng mà ngày nay là ngày chính thức của Đại Đức Tịnh Đạt, nên không thể mời vị nào hết. Dạ, kính mà mong là cái đích hiển hóa tự tại hoan hỷ giùm ạ. Ya sam ma yuta tamma dukkha ya ve na na ya sam ma yuta tamma anukkha.
ca ya ve na na ya sam ba yo ta tam ma vi ba ca vi ba ca tham ma tham ma Nam mô Bụt Thầy. Dạ con thấy đại đức Tịnh Đạt đã trở lại đạo tràng rồi. Dạ sư có nghe âm thanh con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ sư lại rất nét nữa rồi quý vị ơi. Dạ xin đạo tràng hãy hoan hỷ ạ. Ba ca na vi ba ca tham ma tham ma u ba đinh u ba đa ni ya tham ma anu ba đinh u ba đa ni ya anu ba đinh na anu ba đa ni ya tham ma san ki le tha san ki le si ca tham ma san ki le tha san ki le si ca tham ma san ki le tha san ki le Savitanga Savichara Thamma Avitanga Vichara Mata Thamma Avitanga Vichara Thamma Vedisahagata Thamma Sukhasahagata Thamma Obekshagata Thamma Dasanena Bahata Bahamma Pavanaya Bahata Bahamma Nevada Vanaya maha tappa thamma dasane na maha tappa he tuka thamma pa vanaya maha thamma ne vanaya maha tappa he tuka thamma ajayagamino thamma apajayagamino thamma ne con thấy nghe sư Tịnh Đạt mới vào lại trở ra rồi. Dạ, sư có nhắn trong điện thoại của con là ở chùa Tứ Phương Tăng mưa rất là lớn, nên kính mong đạo tràng hoan hỷ chào sư trong giây lát ạ. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh thấy biết là Quỳnh Quá Thanh Đá đang ở trước máy. Dạ, cảm ơn đạo tràng, dạ cảm ơn cô tu nữ Vidya Tana, cô tu nữ Tệ Duyên và dạ, Sina. Dạ, vậy bây giờ Nhật Quỳnh xin phép. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Nhật Quỳnh thấy Quỳnh đời nha. Ngay Quỳnh đợi lúc nãy không thấy Quỳnh, nhưng mà giờ Nhật Quỳnh thấy Quỳnh đợi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con thấy Đại Đức Tịnh Đạt vào rồi. Dạ, con cũng sám hối với sư. Lúc nãy sư nhắn điện thoại con mà cái điện thoại con để tuốt ở đằng xa, nên con không có thấy được. Dạ, bây giờ con cầm điện thoại thì con thấy là sư nhắn bên sư mưa rất là lớn. Dạ, sư nghe được rồi phải không bạch sư? Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ.
kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Sư rất sức là cố gắng nhưng mà sư cầm mít không có được, sư rớt hoài. Dạ, Thục Quỳnh để kinh tiếp để chờ sư vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ยานิตะภูตานิสัมมากตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเคสาเปวภูตาสุมนาภวันตุอัตโธปสัคไคกสุนันทุฟาสตังตัสมาหิภูตานิสาเมตัสสะเปเมตังกะโรธมานุสิยาปัจจายะนิวาจะราโตจะหารังทิเยปะลิงตัสมาหิเดรักสะถาอัพมัตตังยังติงจิวิตตังอิทวาหุรังวาสเวสวายังรัตนังวะลิตัง นโดสมังอาภิตถาเกเตนะอิดัมวิปุเทรตนังปะลีตังเอเตนะสัจเจนะสวาติโหตุขยังวิรายังอมตังปะลีตังยะดัชฌะสักยมุรีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกิญจิอิงวิธัมเมรตนังปะลีตังเอเตนะสัจเจนะสวาติโหตุ
yam putha setho parivanna yi sutin samadhi manang tadakanyamahu samadhi na te na samo na vetati idam vitme ratanang vanitam e te na sajje na vati hutu ye pukkala atasat satang vasatha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ hy vọng mà sư nghe được âm thanh con, bạch sư. Dạ, đại đức Tịnh Đạt nghe được âm thanh con kính chân mít đến sư à. Dạ, sư có nghe được không bạch sư? Dạ, con kính nhân mít đến sư thử cầm mít ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe được thanh của Tịnh Đạt không ạ? Dạ, xa thú, xa thú. Hồi sau một hồi trật vật, không vào được, nghe được. Dạ, hy vọng rằng bây giờ nó sẽ ổn lại để chúng ta tiếp tục bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 99, là câu kệ ngôn cuối cùng ở trong phẩm A-la-hán. Phẩm A-la-hán, phẩm 99. Dạ, tôi lên lễ sư tăng, lên lễ quý vị. Để tranh thủ cái thời gian thì mình đã xin được bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Arahang sammambuddho bhagavā buddhang bhagavantang abhivadetto gautami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Sadhu. Trước tiên thì con tăng kính chào quý vị và tri ân sa thú quý vị đã buổi này tuy có trục trặc tí xíu nhưng mà vì vẫn còn rất là đông đủ. Ngày hôm nay chúng ta học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 99 ở phẩm thứ 7, phẩm A La Hán, là câu kệ ngôn cuối cùng. Kệ ngôn câu số 99 hôm nay chúng ta học có nội dung như sau. Ramaniyani aranyani yatana ramati jano vitara ramisanti na te kaveso. Khả ái ai rừng núi, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Thưa quý vị, trong bài kệ ngày hôm nay chúng ta học thì có một số từ chúng ta cần lưu ý, cũng giống như là những cái câu kệ khác. Trong một cái câu kệ ngôn có những cái từ chúng ta lưu ý để hiểu thêm một số cái ý nghĩa. Trong cái bản văn xuôi của Ngài Indrachana Chánh Thân, các khu rừng đáng yêu là nơi mọi người không thích thú, các vị có tham ái đã lìa sẽ thích thú, các vị ấy không phải là tầm cầu dục lạc. Trong câu kệ này, trong câu kệ ngôn này thì
có những cái từ giống như là khu rừng núi, khu rừng khả ái, rồi cái việc ưa thích và không ưa thích, và một cái vị đó là ly dục. Thì đó là những cái từ mà chúng ta cần phải lưu ý, giống như là Ramaniya Naranya là khu rừng. Và khu rừng ở đây thì, được diễn tả là một khu khu đẹp, một khu rừng hữu tình. Và sở dĩ tại sao mà trong câu kệ ngôn pháp cú này, một cái khu rừng đẹp hữu tình mà lại là người đời không thích, thì chúng ta hiểu cái người đời là ở đây là người như thế nào. Người đời ở đây là người còn ham thích trong cái thú vui ngũ dục, chứ không phải là nói theo cái lẽ thường ở những cảnh rừng núi hoang vu. Bây giờ những người người ta thích đi phượt, đi phá, thì người ta cũng rất là thích đến những cái nơi mà cảnh đẹp thiên nhiên. Tuy nhiên ở đây không nói là cái nơi cảnh đẹp thiên nhiên, mà là cái nơi thanh vắng, cùng với cái sự thanh vắng tĩnh mịch, thích hợp cho việc an tịnh thân tâm. Còn những người đời ở đây á, là những người không có thể nào thích hợp trong cái khu vực, trong cái hình ảnh này. Cho dù là bây giờ chúng ta nói rằng chúng ta thích ở cảnh thiên nhiên, rừng núi hoang vu, nhưng mà có mấy ai nghĩ rằng chúng ta sẽ dành trọn cuộc đời của mình ở những cái nơi thanh vắng như vậy? Có chăng là chúng ta chỉ là tham quan, giải trí, thay đổi không khí khi mà ở sống trong những cái thành phố lớn, những nơi đông đúc ồn ào, những ngày căng thẳng làm việc, thì cái nơi mà chúng ta cho rằng đẹp đẽ đó, hữu tình đó, chúng ta chỉ lưu lại một ngày, hai ngày mà thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ nhàm chán. Còn đối với những cái vị mà thích thú cái nơi yên tịnh thanh vắng, mà phải nói rằng nếu mà không có một cái trở ngại nào, không có một cái duyên sự cần thiết, cũng không từ bỏ cái nơi đó, bởi vì đó là cái nơi thích hợp an tịnh thân tâm. Cho nên cái khu rừng ở đây và cái người đời ở đây, chúng ta cần phải hiểu như vậy. Cái thứ hai đó là cái sự thích thú và thích thú ở trong cho chúng ta một cái ví dụ. Nhà quý vị còn nghe rõ âm thanh không ạ? Quý vị quan nghĩ cho được biết âm thanh thường xuyên ạ, tại vì cái mạng nó không có ổn. Dạ, cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thú và không thích thú thì ở trong chú giải có cho thêm một cũng như trong hoa Dạ, sư rất nét nữa rồi quý vị ơi. Sư hết sức là cố gắng để vào được đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ thăm mặt, cô tu nữ quý giá thanh á cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhưng mà do chúng ta không đủ duyên, phải không quý vị?
sư rất là cố gắng, nhưng mà do chúng ta không đủ duyên, mấy chục phút rồi mà sư cũng cố gắng để vào mà vẫn nói được có một chút xíu rồi lại không nghe được nghe nữa rồi. Với Nhật Quỳnh luôn nghĩ rằng mình nghe chánh pháp rất là khó, không phải dễ, nên Nhật Quỳnh rất là trân trọng những cái buổi học. Dạ, một lần nữa con đã thấy sư trở lại đạo tràng rồi, con kính nhân mít đến sư ạ. Cái quan hệ tôi nghe học coi như cũng quan hệ tình. Dạ, sư lại rớt nét nữa rồi, quý vị ơi, quý vị hoan hỷ cho trong giây lát. Sư sẽ cố gắng vào, nhưng mà sư vào mà sư thấy đạo tràng còn đầy đủ, sư rất là hoan hỷ, mặc dù rất là cực khổ. Tại như Quỳnh từng bị rớt như vậy nè quý vị. Một hồi nha, là nó chóng mặt, chạy ra, chạy vào, chạy tới, chạy lui, mặc dù mình không có bước chân đi. Nhưng mà trời ơi, nó chóng mặt, nó mệt mỏi chịu không nổi luôn, hơn là mình đi nhiều. Dạ, con thấy sư vào trở lại rồi. Dạ, con kính dân bích đến sư. Dạ, người ta nói nhất qua tam mà này sư không biết bao nhiêu lần luôn, không phải qua tam nữa sư. Dạ, con kính dân bích đến sư. Rồi sư cười xong sư lại rất tiếp quý vị. Không phải nói là sư Tịnh Đạt có một cái sức kiên nhẫn phải không Huynh Quá Thanh Á và đạo tràng. Cảm ơn con trước máy sao không? Trần Đạo con trước máy không? Phải nói là sư Tịnh Đạt rất là kiên nhẫn. Dạ. Chứ mà nhà tự siêu hả? Lần thứ nhất, lần thứ hai. Rồi, hết duyên rồi nha. Lần này nữa mà rớt ra rồi là coi như hết duyên nha. Mỗi lần mà thấy sư rớt nít là Nhật Quỳnh rất là sợ. Sợ là như nói hết duyên là sư không có dạo giảng nữa. Nên mà sư Tịnh Đạt cũng phải nói là phải nói nãy giờ là phải 17-20 lần luôn, chứ không có 1-2 lần. Mà cũng phải quan hỷ là tại vì nhà tư siêu lớn tuổi, cái thứ hai nữa ngày rất là nhiều việc, hay mà không giảng ở đây được thì đã ngài có chỗ khác giảng và ngài lại vào viết sách. Nên là lần thứ nhất, lần thứ hai rồi hết duyên nha. Nên rất vị nào cũng phải nói là quý ngài rất là hoan hỷ để vào giảng pháp, nhưng mà cũng nhiều trúc trặc lắm quý vị. Dạ, cảm ơn. Thôi bây giờ chắc mình nghe kinh một chút xíu nữa rồi mình thỉnh cha sư Tịnh Đạt nghĩ luôn nha quý vị, chịu đồng ý không? Dạ đồng ý. Nhật Quỳnh để văn nghe ngài tự siêu tiếp tục tụng kinh xong rồi mình cho rơm nghỉ sớm nha quý vị nha. Nhật Quỳnh điện thoại cho đại đức Tịnh Đạt để sư nghỉ ngơi đi. Dạ, chứ thấy sư chạy ra chạy vào rất là mệt. Đồng ý ha. Dạ, đạo tràng đồng ý cho Nhật Quỳnh nha. Đợi Nhật Quỳnh tính xuống mít để văn ngài tự siêu chút xíu rồi khoảng 45 phút thôi. Cảm ơn. Mình hồi hướng để Thượng Tọa Minh Hạnh qua đưa mình chia sớm. Hôm nay là ngày giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng học Bali. Mới nay lén sư vào rồi. Dạ, cũng kính nhân mình đến sư ạ. Còn đang nói lén sư bạch sư.
Dạ, hôm nay chúng ta học bài học liên khúc nha quý vị ơi. Quý vị không bỏ cuộc, Tịnh Đạt cũng không cố cố gắng cho đến hết giờ. Dạ, quý vị nghe được âm thanh chưa ạ? Dạ, Tịnh Đạt sẽ cố gắng tranh thủ cái thời gian. Tịnh Đạt nói cái việc mà thích chứ lại không thích, ưa thích chứ không ưa thích á, thì trong chú giải có nói thêm một cái ví dụ giống như là ở trong rừng thì có những cái loài hoa thơm cỏ lạ, hương đồng cỏ nội, nhưng mà đối với những cái loài côn trùng thích cái mùi thối á, giống như là con ruồi nhặng hay là những cái loài như vậy đó, thì chúng lại không có thích bay đến những cái nơi hoa thơm giống như là những cái đầm sen ở trong khu rừng khả ái đẻ hữu tình, mà chúng chỉ quanh quẩn ở những nơi hôi thối, có những cái nơi không có mùi thơm. Ngược lại đó thì đối với những cái loài ong thì cho dù là cách xa cái chú xứ của mình là ở bao xa 1-2 cây km thì cái loài ong hút mật đó thì chúng vẫn cố gắng chúng vẫn đi đến những cái bay đến những cái đầm lầy như là hoa sen, hoa hồng để mà hút những cái mật đó, cho dù là cái bông sen đó nó nằm ở sâu ở trong rừng, ở trong sâu thẳm thì cái loài ong nó vẫn tìm tới. Hai cái ví dụ này ví như là một cái vị thích thú ở trong cái nơi thanh vắng để mà an tịnh thân tâm, ví như là cái loài ong. Còn những chúng sanh còn mãi mê dông ruổi với sự hơn thua, với tranh giành lợi lộc, với cái sự đắm say trong ngũ dục hưởng thụ sắc thinh hương vị xúc, thì cũng được ví như giống như là cái loài ong, loài ruồi nhặn chỉ quanh quẩn ở những cái chỗ không có tốt đẹp. Thì đó là cái sự ưa thích và không ưa thích. Và cái lý do tại sao mà cái loài ong hay là cái vị mà được ví như là loài ong ưa thích những cái nơi rừng sâu núi thẳm, mặc dù là chốn nơi hoang vắng, bởi vì tâm của vị này hướng đến cái sự ly dục, hướng đến cái sự ly viễn ly cái ngũ trần ngũ dục. Đương nhiên rằng khi mà tâm của chúng ta đó đối với năm cảnh trần, năm cảnh dục, quan trọng là tâm của mình có dính mắc hay không, chứ không phải là trốn ở trong rừng, trong núi thì bảo rằng là không có dính mắc. Nhưng mà cái môi trường, gọi là cái môi trường hay là cái thân viễn ly đó, nó sẽ giúp cho là cái tâm viễn ly dễ dàng hơn. Ví dụ như bây giờ ở trong nhà chúng ta có đầy đủ thức ăn, thức uống, có đầy đủ những cái điều kiện để mà thỏa mãn năm cái cảnh trần, năm cái cảnh dục. Muốn ăn ngon thì có ăn ngon, muốn nghe hay thì có nghe hay, muốn ngửi mùi, muốn nếm vị, muốn thân xúc chạm im ái thì có đầy đủ mọi thứ hết, thì chúng ta tu cũng phải nói rất là khó. Còn khi mà sống ở những cái nơi như thiền đường, những cái nơi trường thiền ở sâu ở trong rừng, những như là những cái trường Panita, trường thiền Phao Ao ở bên Biển Điện đó, thì tất cả những cái điều kiện để mà hưởng thụ đó nó bị giảm xuống một cách là tối thiểu. Cho nên lúc đó chính vì cái môi trường đó làm cho chúng ta muốn hưởng thụ cũng không được, thì lúc đó chúng ta sẽ tập trung vào cái việc đó là an tịnh thân tâm, thanh lọc thân tâm. Dạ. Còn cái duyên sự của cái câu kệ ngôn này đó, thưa quý vị, rằng cũng phải nói rằng rất là đời thường, rất là đời thường. Nói chung là nếu mà chúng ta đọc cái duyên sự này mà có cái nhìn phóng khoáng một chút đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là đời thường và rất là hiện tại. Câu chuyện kể rằng một lần nọ, một cái vị tỳ kheo học đề mục thiền
với Đức Phật và đi vào những cái nơi thanh vắng để mà thực hành hành đạo. Và tình cờ đó thì có một cái cô kỹ nữ, cổ hẹn một cái người bạn tình đến những cái nơi, cũng là cái nơi là tránh xa làng xóm, cái nơi hoang vắng hữu tình để mà tâm sự. Thì cái việc hẹn hò đó không thành công, chỉ có cô đến mà cái người bạn tình thì không có đến. Vô tình cái cô này lại bắt gặp một cái vị xuất gia đạo mạo trang nghiêm, với cái tuổi thanh xuân còn phơi phới, và với cái sự hành động của mình đó là cái cô này cổ muốn chiêu ghẹo một cái vị xuất gia như vậy, thì cổ đến có dùng cái nhiều cái cách để mà cám dỗ, để mà dụ dỗ, để mà khiêu gọi, vân vân. Rất là may mắn cho cái vị tỳ kheo này, đó là vừa mới học một cái đề pháp môn của Đức Phật ngày dạy và đang cố tâm để mà thực hành. Và Tịnh Đạt nghĩ rằng với cái phương pháp mà cái vị này đang hành trì đó, có liên quan đến quán về thân thể trược, có liên quan đến quán về thân thể trược, cho nên khi mà một cái cô thiếu nữ đẹp đẽ thơm tho chuẩn bị cho mình những cái đồ trang phục sắc sảo, trang điểm đẹp đẽ, thì thường đó là sẽ ít có ai có thể vượt qua được cái cám dỗ này, ngay cả là người xuất gia tu sĩ, ngay cả là cái người đời, ngay cả là người ăn mày ăn xin, cho đến giám đốc công ty, tổng giám đốc công ty đều bị sa ngã, dễ dàng bị sa ngã trong cái tình cảnh này. Quý vị thấy rằng ở trên mặt báo chí và sau lưng những cái tin tức được đưa lên, thì chúng ta biết rằng có những cái sự sa đà mà trong phút chốc đã đánh đổi cả một cái sự nghiệp, hay là đánh đổi cả một cái ý chí. Hay là trong phim ảnh thì chúng ta có thể thấy rằng có những cái chiêu thức ở trong binh pháp dùng để mà phá hoại kẻ thù, để chiếm đoạt cái mục đạt được cái mục tiêu của mình, đó là cái chiêu mỹ nhân kế. Thì những cái tướng quân không sợ chết ở ngoài sa trường, không sợ đau gươm, mà lại thất bại ở trên chiếc giường với người phụ nữ được dùng cái kế mỹ nhân kế. Thì nói ở đây rất là cái hình ảnh mà chúng ta đọc ở trong cái duyên sự này đó, thì chúng ta thấy rằng ai ai cũng sẽ rất là dễ bị sa đà ở trong một cái tình cảnh nào đó trước cái ngũ dục. Ngũ dục ở đây chúng ta phải nói rộng chứ không nói hẹp là cái tình dục, mà chúng ta nói rộng là cái việc là hưởng thụ trong cái con mắt, hưởng thụ ở cái lỗ tai, hưởng thụ ở cái lỗ mũi, hưởng thụ ở cái lưỡi, hưởng thụ ở cái sự xúc chạm của cái thân thể. Thì chúng ta rất là dễ cho phép mình, khi mà chúng ta dễ vui đó, chúng ta cho phép mình sa đà. Cho nên rất là khó khăn để mà vượt qua những cái cám dỗ đó. Cái vị tỳ khưu trong cái duyên sự này, thứ nhất là vị này có cái căn cơ của một vị A-la-hán kiếp chót, một vị đầy đủ pháp ba la mật. Cái thứ hai là trong cái điều kiện đang thọ giáo một cái đề mục pháp của Đức Phật ngày dạy, và Tịnh Đạt nghĩ rằng có liên quan đến 32 tẩy trược. Cho nên đứng trước cái sự cám dỗ bằng cái hình ảnh khiêu gọi, múa nhảy, hay là có những cái lời nói chiêu gạo, thì cái vị tỳ kheo này thay vì như chúng ta đó là dễ khởi lên cái sự đó là ham thích vui đùa và bị lôi cuốn, nhưng mà cái vị tỳ kheo này lại khởi lên một cái sự kinh cảm, một cái sự kinh hãi và đáng nhàm chán.
Dạ. Phải nói rằng cái pháp môn mà Đức Phật ngày dạy hay là những cái điều mà chúng ta học trong Phật pháp á, bình thường chúng ta thấy nó ngược ngạo với đời lắm, mà thật sự đạo Phật là đi ngược với lại cuộc đời. Cho nên Đức chúng ta học đó là những cái bài học kinh nghiệm mà có thể giúp cấp cứu chúng ta ngay trong những cái tình huống xảy ra. Dạ, ngay trong cái tình huống xảy ra, nếu mà chúng ta không có đủ cái sự bình tĩnh hay là đủ cái khả năng để mà ứng phó đó, thì ngay trong cái tình huống đó thì chúng ta sẽ là người thất bại. Nhưng riêng cái vị tỳ kheo này thì là cái người đang chiến thắng. Và với cái sự giúp đỡ khi mà Đức Phật ngài dùng cái thần lực của ngài để mà ngài khuyến khích lệ cho cái tâm của vị tỳ kheo này càng thêm vững chắc. Ngài đã thuyết lên một cái bài pháp để khích lệ, và cuối thời pháp đó ngài đã đọc lên cái câu kệ ngôn mà chúng ta học ngày hôm nay là câu số 99. Đó là: khả ái thai rừng núi, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Thì khe xong cái sự khích lệ sắc tấn của Đức Phật, thì cái vị tỳ kheo này đã là chứng đắc đoạn trừ mọi cái phiền não, chứng đắc thành một cái vị A-la-hán đạo, A-la-hán quả, và với tứ tuệ phân tích. Chúng ta không nói đến cái việc là cái vị này chứng đắc được thánh đạo, thánh quả, mà chúng ta đang nói đến đó là cái tình huống mà cái vị này đang đối diện và cần phải xử lý. Bởi vì đây là một cái bài học mà chúng ta phải rút tỉa kinh nghiệm nhiều lần, chúng ta gặp rất là nhiều trong cái đời sống. Tịnh Đạt lấy cái ví dụ đơn giản đó là quý vị Phật tử chúng ta mỗi một tháng đó, chúng ta đến chùa hay là chúng ta thọ trì Bát Quan Trai Giới trong có 2 ngày, ngày rằm và ngày 30, hoặc là 4 ngày. Thì quý vị thấy rằng là bình thường chúng ta chỉ giữ 5 giới thôi, nhưng mà đến ngày Bát Quan thì chúng ta giữ lại 8 giới. Và trong cái 8 giới đó thì nổi bật nhất đó là cái giới ăn phi thời. Bởi vì cái giới ăn phi thời nói chung là bây giờ nó trở thành một cái gọi là cái điểm nổi bật giữa các cái tôn giáo bạn với nhau. Còn cái việc mà nghe múa hát đờn kèn phải nói rất là vi tế, rất vi tế, và bây giờ chúng ta thấy là cảm thấy rất là bình thường. Nhưng mà cái việc ăn uống phi thời đó thì chúng ta còn giữ cũng khá là tốt. Thì trong cái một tháng mà chúng ta có 2 ngày như vậy đó, khi mà chúng ta thọ trì phải nói là tâm chúng ta phải rất là quan nghĩ, rất là sẵn sàng. Chứ không thôi đó là chúng ta, thứ nhất là thói quen ăn sáng ăn trưa thì tới chiều tới tối lại đói. Và cái thói quen thì chúng ta ăn thì bây giờ lại không ăn thì nó khó chịu. Cái thứ hai đó là khi mà đói thì bắt đầu là có cái sự cám dỗ của cái thức ăn. Tu bữa nào tu cũng được, hôm bữa nay đói quá nghỉ tu một bữa đi, hay là đói quá nó sanh bệnh đó, ăn chút đi cho nó đừng có bệnh, giữ sức khỏe để mà tu lâu dài. Muôn ngàn cái lý do, muôn ngàn cái cám dỗ để mà nó khuất phục mình. Thì Tịnh Đạt thấy lấy một cái lý do, lấy một cái ví dụ rất là đời thường thôi. Đối với cái sự cám dỗ của cái thức ăn trong cái ngày Bát Quan Trai Giới, còn muôn ngàn cái khó khăn chướng ngại mà Tịnh Đạt có lần nói với vị đó là chúng ta thay đổi, thay vì nói rằng đó là cái khó khăn ở trong cái đời tu, trong cái đường tu, thì chúng ta đổi rằng đó là thử thách. Đó là những cái thử thách để nâng cao cái nội lực, cái tâm hồn tu tập của mình. Khi mà chúng ta có được cái nhiều cái thử thách á, thì chứng tỏ rằng và nhiều cái thử thách càng ngày càng khó hơn á, thì chứng tỏ rằng tâm tu của chúng ta cũng càng ngày càng mạnh hơn. Thuyền to mới gặp sóng lớn, thuyền to mới ra biển lớn và gặp sóng lớn.
Chứ thuyền nhỏ thì chúng ta ở trong sông, ở trong gạch, chúng ta gặp sóng nhỏ. Không phải là gặp sóng nhỏ chúng ta vượt qua, chúng ta là người thành công. Mà cái thuyền không có nâng cấp lên thì khi mà gặp sóng lớn thì dễ bị chìm. Và quý vị sẽ thay đổi cái quan niệm của mình khi mà mình nghĩ rằng tất cả đó là những sự thử thách ở trên con đường huân tập thanh lọc thân tâm. Yeah. Thì khi đó, đó thì chúng ta sẽ thấy khi mà gặp những cái biến cố, những cái thử thách càng lớn đó, thì chúng ta đang yên chí rằng mình đang có cái sự tiến bộ. Yeah, mình đang có sự tiến bộ. Chứ mà chúng ta đừng có thấy là càng ngày tu càng ngày càng khó. Cái người thấy rằng tu càng ngày càng khó là cái người đó không có tiến bộ. Bởi vì nghĩ như vậy đó rất là dễ chán, rất là dễ chán. Giống như là bây giờ chúng ta tu á, là mới đầu vào thì tu giữ năm giới chúng ta thấy khó, khó lắm đấy quý vị. Nhất là cái giới thứ năm đó, cái giới mà uống rượu chất say đó, nhiều người thì giữ không có được, khó lắm. Thì chúng ta thấy khó, chúng ta cố gắng giữ. Giữ trong sự cố gắng nỗ lực để vượt khó thì với cái tâm rất là thụ động, chúng ta hãy thử thay đổi rồi chúng ta đang thử, đang vượt thách của cái sự năm giới cám dỗ của cái ngũ dục. Và khi mà chúng ta cảm thấy năm giới đối với chúng ta rất là nhẹ nhàng, giống như là cái gì thấy ở gia đình chúng ta giữ khó mà chúng ta vào chùa xuất gia đi, thì chúng ta thấy năm giới nó dễ lắm. Không phải là dễ mà dễ giữ, mà là cái môi trường rất là dễ, không phải là bắt buộc của chúng ta phạm giới. Rồi khi đó chúng ta lại đặt cái thử thách mình cao hơn, là một tháng chúng ta thọ bát quan tám giới 2 ngày, rồi cao hơn nữa 4 ngày, rồi 8 ngày, rồi lần lần là chúng ta thọ bát quan dài lâu. Và khi nâng cấp lên nữa, thử thách cao hơn nữa là giới của vị xuất gia, giới của tu nữ, người nữ xuất gia, giới của vị sa di, giới của vị tỳ kheo. Thì khi đó là cái sự thử thách của mình càng ngày càng khó hơn, khó hơn. Và khi mình đã vượt khó được đó, thưa quý vị, rằng vượt thử thách được đó là tâm lực của mình càng ngày hơn. Càng ngày càng mạnh hơn. Quý vị nhớ trong phim mà Thiếu Lâm Tự mà muốn được xuống núi một cách đường đường chính chính, phải vượt qua thập bát la hán trận đó. Quý vị thấy đâu không phải đơn giản, mà cái những cái thử thách đó được đặt ra để mà gây khó khăn cho đệ tử. Chỉ có những người thật sự có cái bản lĩnh thì mới vượt qua những cái thách đó. Thì qua cái câu kệ ngôn pháp cú số 99 này, chúng ta cũng không có nhiều thời gian, thì tịnh đàn xin được trình bày cái ý nghĩa cũng như là duyên sự liên quan đến câu kệ ngôn pháp số 99 này. Hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ có những cái nỗ lực tấn và cái kiên trì, cái quyết tâm để mà vượt qua những cái thử thách cám dỗ trong cái đời thường đối với ngũ dục, và càng ngày càng vững mạnh hơn. Thì tịnh đàn xin được kết thúc cái buổi chia sẻ qua câu số pháp cú số 99 ở nơi đây. Xin kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị có được sức khỏe, thân tâm an lạc. Nam mô Phật Thầy Giá. Dạ, kính mời các vị nào MC trở lại với diễn đàn ạ. Dạ. Dạ, thưa sa tư lần thầy. Dạ, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt tới từ bi hoan hỷ. Quan Lâm đạo tràng thuyết giảng ba kinh pháp cú số 99 đến nào Phật tử chúng con, mặc dầu hôm nay đại đức gặp nhiều trục trặc trong vấn đề internet, nhưng mà đại đức đã cố gắng để trở lại để thuyết giảng cho đàn Phật tử chúng con để học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích. Chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và thay mặt đại chúng trong room mình, nếu con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho room. Nam mô Phật Thà Giá. Không biết đại đức Minh Hạnh còn chiếc máy không ạ? Con xin cung thỉnh đại đức ạ. Vừa cung thỉnh đại đức Minh Hạnh ra rồi.
Không biết đại đức, đại đức có chiếc máy không? Kính bạch đại đức, đại đức, nếu mà cho con xin một tín hiệu đại đức, đại đức. Dạ, con kính cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt ạ. Avantu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa buddha nupavena sapa dhamma nupavena sapa sangha nupavena sada soti bhagavantu te sadhu sadhu. Dạ, sa thu sa thu lần thay kính tri ân đại đức Tịnh Đạt lần nữa đã chúc phúc cho rung. Abhatana xin đã kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng phước báu mà chúng ta đã tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới, kệ kinh và tiếng pháp. Abhatana xin đã kính mời. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tướng nhân gian ta bà, chư thiên phàm thiên cùng là, bậc trời vô tướng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay, có người làm phương được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lẫn chung, hướng được phước quy ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mang trường, xin thâu phương báo cung dường, hóa thật thần thực phẩm mùi hương thoa lòng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hàng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong rung pháp cú kinh, chuyên pháp cú kinh ngày hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại rung để sinh hoạt Phật pháp như thường lệ. Hầu mong được sự an vui và sự tiến hóa. Nam mô Phuttaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính chào tạm biệt và con xin được đóng rung.